Xin kính chào quý vị đã đến với Việt Nam Media. Hôm nay xin mời quý vị ghé thăm Trường Việt ngữ Nguyễn Du. Trường Việt ngữ Nguyễn Du được thành lập vào năm 2022 tại thành phố Stavanger, Sandnes, tỉnh Rogaland. Nghĩa là cho đến nay thì chỉ mới được hơn một năm thôi quý vị, một năm rưỡi khoảng chừng đó. Theo như sự chia sẻ của các thầy cô trong ban điều hành, thì mỗi tháng các em được học hai lần, tính ra thì trung bình cứ cách một tuần thì mới học một lần, chứ không thể học mỗi tuần như những trường khác, vì các em và ngay cả những thầy cô cũng có nhiều những sinh hoạt khác bên cạnh vào những ngày cuối tuần. Đây hoàn toàn là việc thiện nguyện với mục đích là giúp cho các em nhỏ được sinh ra và lớn lên ở Vương quốc Na Uy này có cơ hội học biết và gìn giữ ngôn ngữ Việt. Vào mùa hè vừa qua, Thảo có dịp ghé thăm trường trong những ngày chạy hè và được thầy Thông thuộc ban điều hành của trường chia sẻ như sau. Trường Nguyễn Du được thành lập vào tháng 2 năm 2022. Thì hiện nay thì trường gồm có khoảng 65 học sinh, chia ra như vậy là 7 lớp, và số thầy cô hiện nay là 14 thầy cô. Thì với cái số cái thầy cô như vậy và cái số cái học sinh như vậy thì chúng tôi cứ trung bình chúng tôi 2 tuần là chúng tôi cho các em tụ tập để mà học về tiếng Việt. Mỗi một lần như vậy là khoảng 3 tiết. Thì chúng tôi trừ ra những ngày lễ, những cái dịp lễ hay là những các hội đoàn, các công giáo, Phật giáo gì đó để mà khỏi bị trùng lắp. Và ngoài ra đó thì chúng tôi cũng có tổ chức cho các em những cái buổi picnic ra ngoài trời để mà hưởng những thiên nhiên cho nó thoải mái, cho nó sảng khoái tinh thần cho các em. Rồi những cái buổi văn nghệ, thí dụ như là Noel, cũng làm cho các em một buổi tiệc như Noel, và các em có điều kiện để các em trình diễn văn nghệ, những cái gì mà các em học ở trong trường trong năm vừa qua. Rồi những cái lúc mà trại hè, như là hiện nay là tôi đang đứng là ở tại một cái trại hè ở vùng Homestead ở Sanes, rất là đẹp. Và tổ chức như vậy là cho 43 em cùng với lại 47 phụ huynh, là tổng cộng cũng gần 100 ở tại cái khu trại hè này. Cô Thanh là một trong những giáo viên có mặt từ ngay buổi ban đầu khi trường thành lập. Cô chia sẻ: cái niềm vui đầu tiên á mà chị có đó là thấy được ở cái tỉnh Rogaland của mình á có được một cái nơi để mà mình dạy tiếng Việt cho các em, để mà các em cũng có cái cơ hội gặp gỡ nhau, rồi có những cái sinh hoạt để mà có thể dùng cái tiếng Việt với nhau. Thì cái đó là cái niềm vui lớn nhất của chị. Còn cái niềm vui thứ nhì nữa đó, nó gần hơn, là mỗi cái buổi dạy đó thì mình thấy được là các em đi tới lớp, các em đến lớp đông đủ, cái đó là cái mà mình điều khích lệ lớn cho thầy cô giáo của mình. Rồi trong cái buổi mà mình giảng dạy cũng vậy nữa, thì mình thấy các em tới, rồi các em có cái lòng muốn học hỏi tiếng Việt, các em ngồi, các em lắng nghe, và cũng có em thì xung phong trả lời, cái đó cũng là cái vui. Còn một cái khác nữa đó là sau những cái buổi học thì thầy cô giáo cũng có những cái bài tập nho nhỏ cho các em. Thì khi mà những cái buổi học sau kế tiếp các em đến lớp đó, thì mình thấy được rằng là các em về cũng có làm bài. Đó, thì học thì các em làm bài, rồi các em về các em cũng nói chuyện với cha mẹ. Thì những cái điều như đó cộng lại đó, thì mình thấy rằng rõ ràng là một số em đã có một cái sự tiến bộ rất là lớn ở trong cái ngôn ngữ tiếng Việt. Niềm vui thì nhiều nhưng khó khăn cũng không phải là ít. Những thử thách mà đa số các thầy cô gặp phải khi dạy tiếng Việt cho các trẻ em ở Na Uy là gì? Cô Thanh chia sẻ. Thử thách đầu tiên á mà trường gặp phải đó là nơi chỗ để mà dạy các em. Thì cũng rất là may mắn là chúng tôi đã mượn được trường Austroth Schooler, là nơi mà thầy Minh cũng có làm việc ở đó.
Thì hiện tại đó thì mình được mượn không có phải trả những cái chi phí gì cho họ hết. Thì mình không biết là cái thời gian mình được mượn nó lại sẽ là bao lâu. Thì đây cũng là một cái điều mà thầy cô giáo cũng rất là trăn trở trong cái thời gian sắp tới đây. Và đó cũng là cái thử thách lớn cho mình. Nếu mà trường hợp sau này mà mình không có được mượn nữa thì mình sẽ giải quyết điều này như thế nào. Một trong những cái khó khăn nữa đó là thời gian đầu đó, khi mà chúng tôi sắp các em vào những cái lớp học đó, thì vì mình nhận các em vô mình không có biết được cái trình độ tiếng Việt của các em là như thế nào. Thì trong một cái lớp mà chúng tôi sắp các em vô đó thì trình độ rất là khác nhau. Có em đó thì đã được đi học tiếng Việt rồi, cho nên các em là biết đọc tiếng Việt, biết nói và biết viết được tiếng Việt. Nhưng mà cũng có một vài em thì các em chưa từng được đi học tiếng Việt ở nơi nào hết. Và ngay cả ở nhà đó thì cũng ít nói tiếng Việt Nam nữa. Thì để mà soạn một cái bài học để mà phù hợp với trình độ của các em đó, thì cái đó cũng là một điều làm khó thầy cô giáo của chúng tôi, chứ không phải là dễ dàng gì đâu. Rồi cái điều mà khó khăn nữa đó là trong những giờ học thì mình thấy rõ ràng là lúc đầu tiên đó mấy em rất là thụ động. Mấy em vô lớp mà không có em nào nói tiếng nào hết trơn. Em nào cũng ngồi im hết á. Khi mà thầy cô giáo hỏi đó thì cũng không có được sự trả lời. Rồi thầy cô giáo mình đọc, mình nói mấy em là đọc theo thầy cô giáo đi. Mấy em cũng ngồi im không đọc theo. Đó thì mình không biết là mình nói mấy em có hiểu hay không. Rồi mình nói mấy em có thấy hứng thú, có thích thú hay không. Rồi mình làm như thế nào, tìm cái bài nào để mà mấy em có thể thấy là nó phù hợp với mấy em, để mấy em có thể tiếp thu và mấy em cũng có thể là trả lời hay là giơ tay phát biểu. Thì sau một khoảng thời gian thì chúng tôi thấy rõ ràng là bắt đầu có cái sự tiến bộ, là mấy em dần quen với bạn, rồi mấy em cũng quen với cô. Cho nên là thời gian sau này đó thì cũng thấy là mấy em có cái sự năng động và tham gia trả lời. Chứ còn lúc này thì chúng tôi không có đứng lớp mà nói một mình nữa. Con tên gì? Dạ con tên Alex Minh Khôi. Có học lớp mấy? Lớp em 1. Lớp 1 hả? Con đi học thấy vui không? Dạ vui. Vui nhất là cái gì nào? Vui là viết đồ. Viết cũng vui luôn hả? Dạ. Rồi, rồi con thích học nhất là hát hay là viết hay là đọc hay là cái gì? Hát với viết với chơi. Chơi nữa, con có nhiều bạn không? Vậy có. Rồi, cảm ơn con ha. Con tên gì? Martin Minh Khôi. Con học lớp mấy? Lớp 1. Con đi học có vui không? Dạ vui. Vui nhất là cái gì? Là đọc sách. Con tên gì? Con tên là Bảo Văn. Con học lớp mấy? Lớp 1. Con đi học có vui không? Dạ. Hôm nay đi chơi trại với các bạn có vui không nè? Dạ. Con tên là gì? Con tên là Filipa. Con đi học tiếng Việt Nam bao lâu rồi? 1 năm. Con có nhiều bạn không? Dạ. Học đi học con thích nhất là gì nè? Con không biết. Con biết là thích nhất là được ăn kem hay gì đó. Bà của con. Bà đã xin đó, con thích nhất là được đi chơi hay là con thích nhất là được đi bay hay là gì đó? Con thích chơi với bạn. Đi chơi với bạn hả? Cái đó là thích nhất đúng không? Dạ. Chào anh cho hai cháu đi học tiếng Việt phải không ạ? Dạ. Nhà em có hai cháu cho đi học tiếng Việt ạ. Tại sao anh lại cho hai cháu đi học tiếng Việt? Vì các cháu sinh ra ở đây mình phải cho các cháu học ngôn ngữ tiếng Việt để sau này còn về hướng về Việt Nam nhiều hơn, cội nguồn. Và các cháu mỗi lần nó đi feria nó về nó nói được tiếng Việt với các anh chị em ở Việt Nam và bạn bè Việt Nam. Dạ. Học phí thì mỗi em chỉ đóng vỏn vẹn là vài trăm krona thôi. Vậy thì làm sao đủ cho tất cả những chi phí của trường? Số tiền mà học phí mà chúng tôi muốn các
phụ huynh cũng như là các em phải đóng là 350 một em. Và có cái nếu mà hai anh em thì chúng tôi bớt, ba anh em chúng tôi cũng bớt. Cái chi phí của trường thì chúng tôi dựa vào những cái tổ chức mà họ đã cho các hội đoàn thanh thiếu niên đã trợ giúp hàng năm. Ví dụ trong đó thì có IMDI, trong đó thì có cái free phone để mà họ giúp, thì chúng tôi chỉ xin những cái khoản mà chúng tôi thiếu trong vấn đề tổ chức cho các em. Dạ, em dạy được gần một năm rồi chị. Tại sao lý do nào em chọn dạy tiếng Việt? Lý do thì cũng rất là tình cờ là em có con gái bắt đầu học tiếng Việt. Thì em muốn cho con đi học thì trường lại thiếu giáo viên. Mà nếu mà em nghĩ trường mà thiếu giáo viên ấy, thì con mình cũng sẽ không có điều kiện để mà học tiếng Việt. Thì em muốn giúp đỡ để mà các con có thể nói tiếng Việt, học tiếng Việt và biết tiếng Việt khi mà các con sống ở nước Na Uy. Thì vui là vì các con có thể nói được tiếng Việt, các con đi học đầy đủ, làm bài tập đầy đủ và các con có thể có một môi trường toàn là người Việt nói tiếng Việt với nhau. Con của em đó, em nói là học tiếng Việt được một năm rồi. Dạ. Vậy thì trong một năm đó em có cảm thấy là cháu có tiến bộ không? Dạ, thì ở nhà thì cháu nói được nhiều tiếng Việt hơn, thích nói tiếng Việt nhiều hơn. Và nói chung là em cảm thấy là nó thích đi học tiếng Việt hơn là ở nhà mình dạy nó. Chúng ta gặp gỡ thầy Minh. Thầy Minh làm trong ban điều hành của trường Việt ngữ Nguyễn Du, cũng là người chịu trách chính về các chương trình sư phạm, bởi vì thầy cũng là giáo viên dạy ở trường công lập tiếng Na Uy ở nhiều năm. Vậy thì xin hỏi thầy Minh là khi mà dạy trường Na Uy với trường Việt Nam thì nó có khác nhau điểm nào không? Có một điểm rất là khác biệt là dạy trong trường Na Uy thì các em, ngôn ngữ chính của các em là tiếng Na Uy. Mình chỉ cần giải thích một lần bằng tiếng Na Uy là các em hiểu. Còn dạy cho các em Việt Nam ở trong trường Việt ngữ Nguyễn Du thì các em đa số là sanh trưởng ở đây, tiếng Việt Nam của các em rất khiêm tốn, cho nên nhiều lúc mình giải thích bằng tiếng Việt Nam thì các em không hiểu hoặc là không hiểu hết. Thành thử mình phải dùng cái biện pháp là dùng song ngữ để mà giải thích cho các em. Tiếng Việt Nam và tiếng Na Uy đi song song với nhau để các em có thể hiểu được cái bài vở của các em làm. Dạy tiếng Việt cho các trẻ em được sinh ra ở Na Uy nói riêng và ở hải ngoại nói chung chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Vì sự hy sinh thời gian và công sức của quý thầy cô còn quan tâm đến việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho các em là không ít. Bên cạnh những khó khăn về nhân sự, địa lý, ví dụ như những nơi xa xôi vắng vẻ, thưa thớt, thì việc tạo một lớp cùng tuổi tác và cùng trình độ cho các em đã là một điều không dễ. Cộng thêm có những em không thích đi học vào cuối tuần, điều này thì cũng dễ hiểu thôi, vì các em đã học suốt một tuần trong trường Na Uy, cuối tuần để nghỉ ngơi thì lại phải đi học tiếng Việt. Thế nên rất cần sự giúp đỡ và cộng tác của quý phụ huynh. Vì nói cho cùng thì cũng vì lợi ích cho quý vị và cho con em của quý vị, mà quý thầy cô đã phải nặn óc để tìm những cách khác nhau giúp các em đến gần với tiếng Việt hơn. Chúng tôi cũng ao ước là mấy em có thể theo trường Việt ngữ một đoạn đường dài cho đến khi mà các em có đủ vốn liếng tiếng Việt Nam, đến cái tuổi mà các em cũng có thể lựa chọn là các em có thể sử dụng ngôn ngữ Việt Nam để đi thi. Và đối với thầy cô giáo đó, thì chúng tôi cũng ao ước là thầy cô giáo mình cũng có cái lòng nhiệt huyết để mình có thể đi cùng với trường Việt ngữ một đoạn đường dài. Và ngay cả đối với phụ huynh cũng vậy, thì cũng ao ước phụ huynh cũng chung sức với chúng tôi để mà đưa đón con em của mình, để khuyến khích con em của mình đi tới học tiếng Việt. Vì cha mẹ cũng là một động lực rất là lớn trong việc mà giúp các em đến trường và học tiếng Việt. Thì thầy cô giáo của chúng tôi chỉ là những người có thể giúp mấy em gom nhặt những hòn đá nhỏ để mà xây dựng một cái nền tảng tiếng Việt Nam đối với các em và giữ gìn tiếng Việt, cái văn hóa người Việt ở nước ngoài.
Đó, thì gặp rất là nhiều khó khăn, gặp rất nhiều trở ngại, nhưng mà chúng tôi đều hy vọng là chúng tôi có thể theo năm tháng thì vượt qua được hết những cái đó. Hiện tại thì trường có 82 học sinh, và nếu như quý vị muốn biết thêm về chi tiết hoặc muốn ghi danh cho con em của mình đi học hay là muốn đóng góp giúp đỡ bằng mọi hình thức, xin quý vị liên lạc về địa chỉ điện thư được ghi ở trên màn ảnh. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và học sinh của trường Việt ngữ Nguyễn Du đã dành cho Vietnam We Media cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin kính chúc quý thầy cô được nhiều sức khỏe và luôn đầy nghị lực, nhiều năng lượng để giúp các em, giúp cho trường càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Đến lúc chúng ta cần nhau hơn, điểm tốt cho nhau bằng những nụ cười, điểm tốt cho nhau bằng những mầm xanh tươi. Cuộc sống đã đến lúc chúng ta cần nhau hơn, điểm tốt cho nhau bằng những niềm tin, điểm tốt cho nhau bằng những tia hy vọng sáng ngời.